Chào mừng các em đã đến với tiết học của ngày hôm nay. Quan sát những hình ảnh sau đây thì chúng ta có thể dễ dàng liên hệ đến cái bài mà chúng ta sẽ học đó là gì. Với câu khẩu hiệu sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, thể hiện cái ý thức trách nhiệm của một người công dân đối với đất nước là chúng ta phải sống, chúng ta làm việc tuân theo những quy định của hiến pháp và pháp luật. Vậy chúng ta phải sống và làm việc như thế nào để đúng với quy định của hiến pháp và pháp luật? Thì mời các em chúng ta sẽ tìm hiểu bài học ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu chủ đề Hiến pháp và pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chủ đề này gồm hai bài, đó là bài 20 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bài 21 Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thì hai bài này chúng ta sẽ tích hợp lại, gom lại thành một chủ đề, đó là bài Hiến pháp và pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bài học. Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung bài học. Thứ nhất, hiến pháp và pháp luật là gì? Chúng ta sẽ tìm hiểu về đầu tiên, đó là khái niệm về hiến pháp. Hiến pháp là luật cơ bản của nhà nước, có hiệu lực pháp lý cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Mọi văn bản pháp luật khác đều được xây dựng, ban hành trên cơ sở của quy định của hiến pháp và không được trái với hiến pháp. Như vậy, trong các văn bản pháp luật thì hiến pháp là cái văn bản pháp luật cao nhất. Và các văn bản pháp luật khác đều được xây dựng, ban hành dựa trên cơ sở những cái quy định của hiến pháp. Nếu như hiến pháp quy định những điều căn bản thì các đạo luật khác sẽ từ những cái điều căn bản đó và triển khai ra thành những cái quy định cụ thể hơn, rõ ràng hơn, chi tiết hơn. Các em ghi nội dung bài học vào vở. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau trả lời một số câu hỏi sau. Câu hỏi thứ nhất, hiến pháp đầu tiên của nước ta ra đời vào năm nào, gắn với sự kiện lịch sử gì? Câu hỏi thứ hai, từ ngày thành lập nước đến nay, nước Việt Nam ta đã ban hành bao nhiêu bản hiến pháp? Đó là những hiến pháp nào và tên gọi của từng hiến pháp? Câu hỏi thứ ba, hiến pháp ra đời gắn liền với sự kiện lịch sử gì? Bây giờ chúng ta cùng suy nghĩ trả lời. Và đây là đáp án. Câu 1. Hiến pháp đầu tiên nước ta ra đời vào năm 1946. Gắn liền với sự kiện lịch sử đó là sau khi cách mạng tháng 8 thành công, nhà nước ban hành hiến pháp của cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. Tiếp theo là câu hỏi thứ 2. Từ ngày thành lập nước đến nay, nước Việt Nam ta đã ban hành bao nhiêu bản hiến pháp? Đó là những hiến pháp nào và tên gọi của từng hiến pháp? Như vậy, từ khi thành lập nước đến nay thì nước ta có 5 bản hiến pháp. Đó là hiến pháp năm 1946, hiến pháp năm 1959, hiến pháp năm 1980, hiến pháp năm 1992 và hiến pháp năm 2013. Tên gọi của các hiến pháp. Hiến pháp năm 1946 là hiến pháp của cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. Hiến pháp năm 1959 là hiến pháp của thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà. Hiến pháp năm 1980 là hiến pháp của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước. Hiến pháp năm 1992 là hiến pháp của thời kỳ đổi mới. Và hiến pháp năm 2013 là hiến pháp của thời kỳ mới xây dựng, bảo vệ tổ quốc, hội nhập quốc tế và đưa đất nước phát triển. Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu sơ lược về các bản hiến pháp. Hiến pháp năm 1946 là còn gọi là hiến pháp của cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. Quốc hội khóa 1 tại kỳ họp thứ 2 đã thông qua vào ngày 9 tháng 11 năm 1946. Và hiến pháp năm 1946 gồm 7 chương và 70 điều. Tiếp theo là hiến pháp năm 1959. Hiến pháp năm 1959 còn gọi là hiến pháp của thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà. Quốc hội khóa 1 tại kỳ họp thứ 11 đã thông qua vào ngày 31 tháng 12 năm 1959.
Hiến pháp năm 1959 gồm 10 chương và 112 điều. Hiến pháp năm 1980. Đại thắng mùa xuân năm 1975, đất nước thống nhất, cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội, thì hiến pháp năm 1959 không còn phù hợp nữa, nên là yêu cầu là phải ra đời cái hiến pháp 1980. Và hiến pháp năm 1980 còn được gọi là hiến pháp của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước. Tiếp theo là hiến pháp năm 1992. Năm 1986, nước ta bước vào thời kỳ đổi mới, hiến pháp năm 80 không còn phù hợp nữa, nên là hiến pháp năm 1992 ra đời. Và hiến pháp năm 1992 còn được gọi là hiến pháp của thời kỳ đổi mới. Thì Quốc hội khóa 8 tại kỳ họp thứ 11 đã thông qua vào ngày 15 tháng 4 năm 1992. Hiến pháp năm 1992 gồm 12 chương và 147 điều. Cuối cùng là hiến pháp năm 2013. Hiến pháp năm 2013 đã được Quốc hội khóa 8 tại kỳ họp lần thứ 6 sửa đổi bổ sung cho phù hợp với thời kỳ mới xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế, đưa đất nước phát triển. Quốc hội khóa 8 tại kỳ họp lần thứ 6 vào ngày 28 tháng 11 năm 2013 gồm 11 chương và 120 điều. Hiến pháp năm 2013 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2014 và hiện nay chúng ta đang thực hiện theo hiến pháp năm 2013. Quan sát những hình ảnh sau đây thì chúng ta thấy có rất nhiều những cái bộ luật như là bộ luật hình sự năm 2015, luật du lịch, bộ luật tố tụng hình sự, luật thi hành tạm giữ, tạm giam, luật trợ giúp pháp lý, luật tín ngưỡng tôn giáo, luật giáo dục, luật an ninh mạng, v.v. Thì từ những hình ảnh này giúp chúng ta liên tưởng đến một cái khái niệm nữa, đó là pháp luật. Vậy pháp luật là gì? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nội dung tiếp theo. Nội dung tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu pháp luật là gì? Như vậy, pháp luật là các quy tắc xử sự chung có tính bắt buộc do nhà nước ban hành, đảm bảo thực hiện bằng các biện pháp giáo dục, thuyết phục và cưỡng chế. Các em hãy ghi nội dung này vào tập. Chúng ta hãy cùng điền những cái nội dung của cái bảng sau. Về pháp luật, chủ thể ban hành, vậy cơ quan nào có thể ban hành pháp luật? Đó chính là nhà nước. Trong chương trình môn công dân lớp 8 ở bài thứ 5 thì các em cũng đã được học bài pháp luật. Chúng ta thấy là chỉ có nhà nước mới có quyền ban hành pháp luật. Còn ví dụ như là trường học, công ty hay là một cơ quan nào đó thì chúng ta chỉ có thể là ban hành pháp kỷ luật mà thôi. Rồi đối tượng và phạm vi điều chỉnh, nghĩa là ai, tổ chức nào, thì đó là mọi công dân. Pháp luật điều chỉnh mọi công dân. Mọi công dân đều, dù ở là ai, thuộc tổ chức nào thì cũng phải đều tuân theo quy định của pháp luật. Và biện pháp thi hành pháp luật đó chính là cái biện pháp giáo dục, thuyết phục và cưỡng chế. Rồi đây là cái hình ảnh một chiến sĩ công an đang tuyên truyền với học sinh. Như vậy đây là cũng là một trong những cái hình thức thể hiện cái biện pháp là tuyên truyền giáo dục, truyền tải nội dung của pháp luật đến với người dân. Chúng ta có thể tuyên truyền đến nhà trường trong các buổi sinh hoạt, hoặc là tuyên truyền ở ngoài xã hội, tuyên truyền qua phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết và hiểu rõ hơn về những cái quy định của pháp luật để tuân theo và thực hiện cho đúng đắn. Sau khi pháp luật đã được tuyên truyền giáo dục đến mọi người rồi, mọi người đã biết hết những cái quy định của pháp luật rồi, thì nếu mọi người không chấp hành, không tuân theo và có những cái hành vi vi phạm thì sẽ bị xử lý bằng hình thức là cưỡng chế. Và đây là một cái ví dụ là không đeo khẩu trang trong phòng dịch COVID-19.
được công an nhắc nhở nhưng lại ra sức chống đối và lăng mạ. Người đàn ông bị tuyên phạt 12 tháng tù giam. Như vậy chúng ta thấy trong cái đợt dịch Covid-19 thì có rất nhiều những cái hành vi chống đối lại người thi hành công vụ, ví dụ như là không đeo khẩu trang hoặc là trốn khỏi nơi cách ly, thì đây là những cái hành vi vi phạm với những quy định của pháp luật. Khi mà pháp luật đưa ra những cái quy định đó mà không tuân theo thì pháp luật sẽ xử lý bằng hình thức là cưỡng chế. Và đây cũng là một cái ví dụ về một cái hành vi vi phạm pháp luật, đó là một người ở Hà Tĩnh bị phạt 10 triệu đồng vì hành vi đăng tin thất thiệt về dịch bệnh. Rồi, đây là cái quy định của luật an toàn giao thông từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 thì cấm uống rượu bia trước và trong khi lái xe. Sau khi đã tuyên truyền đến mọi người dân đều biết thì nếu người dân tiếp tục vi phạm thì khi lái xe, cái cảnh sát giao thông sẽ đo nồng độ cồn và người dân vi phạm những cái lỗi đó thì sẽ chịu những cái quy định theo đúng quy định của pháp luật. Tiếp theo chúng ta sẽ so sánh cái sự khác nhau giữa đạo đức và pháp luật. Về pháp luật, cơ sở hình thành thì do nhà nước ban hành. Còn đạo đức là từ thực tế cuộc sống, nguyện vọng của người dân. Tính chất, pháp luật có tính chất bắt buộc. Đạo đức thì nó không bắt buộc, nó dựa vào cái ý thức tự nguyện, tự giác. Hình thức thể hiện thì pháp luật được thể hiện dựa trên các văn bản pháp luật. Về đạo đức thì thể hiện qua những cái bài ca dao, tục ngữ, châm ngôn, về những cái lối sống, về những cái truyền thống của người dân trong sinh hoạt hàng ngày. Về phương thức đảm bảo thực hiện thì pháp luật được thực hiện dựa trên cơ sở là giáo dục, thuyết phục và cưỡng chế. Còn đạo đức thì dựa trên cái dư luận xã hội, lương tâm cắn rứt. Bây giờ cô lấy một cái ví dụ về pháp luật. Ví dụ như là nhà nước quy định là mọi người dân khi đi trên xe máy thì phải đội mũ bảo hiểm. Thì chúng ta thấy quy định đó là có tính bắt buộc, ai cũng phải thực hiện điều đó và được quy định trong các văn bản pháp luật rõ ràng. Nếu vi phạm thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Còn về đạo đức, cứ ví dụ như là lên xe buýt thì phải nhường chỗ cho người già, trẻ em, phụ nữ mang thai. Đó là những cái quy ước, những cái quy định mà trong cuộc sống chúng ta tự đặt ra cho nhau về những cái vấn đề về ý thức đạo đức của mỗi người. Nó không bắt buộc, chúng ta không nhường chỗ cũng không sao, nhưng chúng ta sẽ không bị phạt, không bị bắt ngồi tù, không bị phạt tiền, nhưng mà chúng ta sẽ bị dư luận xã hội lên án, chỉ trích. Chúng ta sẽ bị cảm thấy là lương tâm của mình bị cắn rứt. Đó là cái điểm khác nhau giữa đạo đức và pháp luật. Chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một cái nội dung nữa, đó là nội dung cơ bản của hiến pháp. Thì nội dung hiến pháp quy định những cái vấn đề nền tảng, những nguyên tắc mang tính định hướng của đường lối xây dựng và phát triển đất nước trên các lĩnh vực. Ví dụ như là bản chất của nhà nước, chế độ chính trị, về chế độ kinh tế, về chính sách văn hóa xã hội, về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Thì những cái vấn đề này để tìm hiểu kỹ hơn, sâu hơn thì các em có thể là tìm mua cho mình một cái quyển hiến pháp mà hiến pháp hiện nay nhà nước ta đang thi hành theo, đó là cái bản hiến pháp năm 2013. Chúng ta có thể dễ dàng tìm mua ở các nhà sách để các em có thể tìm hiểu rõ hơn về những cái quy định của hiến pháp. Các em ghi nội dung bài học vào vở. Đây là một số hình ảnh cho thấy là người dân sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Hình ảnh trên cho thấy là những người dân đang thực hiện cái quyền của công dân, đó là cái quyền được bầu cử. Rồi, em nào có thể cho cô biết ngày pháp luật Việt Nam là ngày nào không nào? Như vậy nhìn những hình ảnh trên đây thì chúng ta có thể dễ dàng trả lời, đó là ngày pháp luật Việt Nam chính là ngày 9 tháng 11 hàng năm. Để nhắc nhở mọi người, chúng ta phải sống và làm việc tuân theo hiến pháp và pháp luật để thể hiện trách nhiệm của một người công dân đối với đất nước. Và nội dung tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu, đó là ba nhỏ đặc điểm của pháp luật.
Thì pháp luật có 3 đặc điểm. Thứ nhất là tính quy phạm phổ biến. Thứ hai là tính xác định chặt chẽ. Và thứ ba là tính bắt buộc hay còn gọi là tính cưỡng chế. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về cái đặc điểm đó là tính quy phạm phổ biến. Như vậy các quy định của pháp luật là khuôn mẫu, thước đo hành vi của mọi người, là những cái quy tắc xử sự chung mang tính phổ biến. Như vậy quy định của pháp luật là khuôn mẫu, là thước đo, có nghĩa là pháp luật quy định những cái hành vi nào người dân được phép làm, những hành vi nào không được phép làm, và nếu cái hành vi đó vi phạm thì cái mức độ xử lý sẽ như thế nào. Đó chính là thể hiện cái sự khuôn mẫu, thể hiện cái thước đo hành vi của mọi người. Còn về những cái quy tắc xử sự chung mang tính phổ biến thì từ những hình ảnh này chúng ta có thể thấy là cái quy định là luật giao thông là đèn đỏ là phải dừng xe, thì chúng ta thấy là tất cả mọi người, mọi công dân, dù là quan chức nhà nước hay là dù một người nông dân thì đều phải tuân theo quy định này cả. Đó là nó mang tính phổ biến đối với tất cả mọi người dân. Đặc điểm thứ hai của pháp luật đó là tính xác định chặt chẽ. Thì các điều luật được quy định rõ ràng, chính xác, chặt chẽ, thể hiện trong các văn bản pháp luật. Vì pháp luật, nhà nước chúng ta là nhà nước của dân, do dân, vì dân, và pháp luật là áp dụng cho tất cả mọi người dân. Và không phải là người dân nào cũng có trình độ học thức cao, sẽ có những người có trình độ cao và có những người có trình độ thấp. Thì những cái điều luật của pháp luật quy định phải rõ ràng, chính xác, chặt chẽ để một người có trình độ cao đọc cái quy định của pháp luật cũng hiểu theo đúng cái nghĩa đó, và một người học vấn thấp đọc cái quy định của pháp luật cũng hiểu theo đúng cái nghĩa đó, để tránh người ta lợi dụng những cái sơ hở của pháp luật để làm những cái điều trái pháp luật. Và đặc điểm tiếp theo đó là tính cưỡng chế. Như vậy pháp luật mang tính quyền lực nhà nước và mọi người đều phải tuân theo, nếu vi phạm thì sẽ bị xử lý. Mang tính quyền lực nhà nước bởi vì nhà nước là người ban hành ra pháp luật, và pháp luật là cái công cụ để nhà nước, quản lý xã hội, quản lý người dân. Và mọi người đều phải tuân theo những quy định đó, không thể là làm theo cái ý thích của mình. Muốn thì làm, không muốn thì làm. Dù muốn hay không thì chúng ta cũng phải làm theo những cái quy định của pháp luật. Và nếu chúng ta vi phạm thì sẽ bị xử lý. Đây là những cái hình ảnh chúng ta thấy là hình ảnh là chở 3 người trên một chiếc xe máy, trong đó có đến 2 người không đội mũ bảo hiểm. Thì cái hành vi này đã vi phạm về luật an toàn giao thông và đang bị cảnh sát giao thông là yêu cầu dừng xe để xử phạt về cái hành vi vi phạm đó. Như vậy chúng ta vừa tìm hiểu xong một phần của chủ đề Hiến pháp và pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thì tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu chủ đề này nữa. Thì nhiệm vụ của các em là về nhà chúng ta sẽ học bài, học những nội dung mà nãy giờ chúng ta đã ghi. Chúng ta sẽ làm các phần bài tập mà cô giao. Sau đó chúng ta sẽ xem nội dung còn lại của bài 20 và bài 21 để chúng ta thực học, tiếp tục học trong tuần sau. Và chúng ta xem trước bài tập của bài 20-21 trong sách giáo khoa. Tiết học hôm nay là kết thúc. Xin chào tất cả các em.